Hello, xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay à, 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 ít lên clip đó, anh em. Hôm nay em mắc làm cái đám này nha Thì hiện tại em cũng làm được mới không mới à. Hôm nay đang làm cái mới linh sam với cái bày bên sân bên kia. Thì em đang chuyển qua anh đây. Thì em cũng à, làm sẵn em cũng quay lên chia sẻ cho anh em mình một số ha. Cái này bài này anh em mình quá quá qua quá biết quen nó rồi ha. Thì à, hôm nay nó tầm khoảng 15 tháng tuổi thì nó đã được như vậy nha anh em. ha. Thì à, không biết là nó nhanh hay là nó chậm ha, thì em chủ yếu là em biết cái gì thì em chia sẻ cho anh chị em mình cái đó thôi đây anh em thấy không lâu lâu bên đây bên đây là cái clip em chưa làm này anh em thấy không nó um tùm hết một là do để quá khích hai là không phải là giờ để thưa cũng vậy mà để khích cũng vậy anh em thấy không anh em nhìn đây. một cái đám mình làm rồi đây nắng nó toàn bộ nó chụp vô được cái cây của mình thấy không còn những cái cây mình chưa làm đây anh em thấy không nắng nó sẽ không có dội vô ngay được. thí dụ như nó là um âm tầm như vậy, thì nó sẽ không có dội vô được ngay cái chỗ mà mình muốn lớn, đúng không? Mình nuôi nhiều khi những cái cành mình không xài mà nó lại lớn hơn cái cành mà mình xài. đây, thí dụ như vậy, thì bắt buộc anh em mình phải vệ sinh gông tỉa thí dụ như anh em không có cần quan tâm nó làm bao nhiêu lâu mình làm một lần đâu. Anh em cứ thấy nó gặm, nó gặm là anh em cứ ra làm anh nó nó gặm là anh em mình cứ ra làm thôi. để cho nó tạo một cái độ thông thoáng như bên đây đó thì bây giờ nè cái cây của mình khi mà mình xuyên cắt tỉa vệ sinh ra như vậy thì nó rất là nhiều cái loại một cái cây của mình nắng nó sẽ dội vô được một trực tiếp 100 phần trăm cái cây của mình thì cái cây mình nó sẽ tăng cái độ già lên ví dụ như người ta nuôi 4 năm mình nuôi cũng 4 năm nhưng mà nhìn cái chất cây của mình nó rất là già nó già dặn hơn người ta cốt cành của mình nó nu nần nó đẹp hơn của người ta à. Nè, còn trong quá trình nuôi thì cái nào rút được thì mình cứ rút cái nào mà còn giống như những cái nhánh đây anh em thấy không, nè, những cái nhánh nó đây, còn muốn bự thì em thả, cái nào cần thì em sẽ rút, cái nào nó cái nào rút thì rút, còn cái nào mà thả thì cứ thả. Nè, những cái cái vị trí nào mà mình muốn cho nó bự thì mình cứ thả ra, thì đây em cũng sẽ ginh một hay cái này. như mấy cái này, mấy cái này mình xử lý, còn mấy cái chỗ này em muốn nó bự hơn nữa thì em cứ thả, nè, thả chừng nào cái cấu mình nó cần thì mình cứ làm bây giờ em sẽ ginh một cây hai cây vô nhà anh em làm cho anh em mình ha đây, em cứ ginh vô nhà em làm ở không là em cứ ginh vô nhà em làm thì mình cưng nó thì nó sẽ nhanh phát triển cái cây của mình hơn thôi đó, nói chung là làm cái gì cũng phải vậy đó, mình phải đầu tư cho nó thì nó sẽ nhanh phát triển hơn đây, để em em kẹp điện thoại em làm ha đây thế thì trong quá trình của mình nuôi thì anh em mình nó thấy nó gặm quá thì anh em mình cứ việc là gông ra chứ anh em đừng có cắt nha anh em mà thấy nó còn nhỏ nhỏ như vậy mà anh em mình rút cốt á, là một cái sai lầm rất là lớn luôn nha anh em khi mà mình rút xong á là sau này cái đoạn của mình rút dụ dùng cái đoạn này anh em thấy không cái đoạn này là lúc trước em rút nè cái đoạn này nó mập như vậy em khi mà em rút thì nó nó sẽ lên tược và nó sẽ mập ở ngoài đây thôi nha anh em nó không còn mập ở trong đây nữa nha thì muốn nó mập ở trong đây phải không là ngoại từ cái trường hợp là cái nhánh này nó liền cái thẹo mà mình cắt á nó mới bự lên nữa rất là lâu nên cái nhịp cái nào cần thì cắt cái nào cần thì cắt thì cứ làm như vậy làm hoài tới Rồi. cành nhánh như vậy là nhiều khi anh em nói là nhiều nhánh nó sẽ phát triển riêng thì nói chung là em chỉ chia sẻ thôi nha anh em em biết nhiêu em làm sao thì em chia sẻ cho anh em mình như vậy thôi nhiều khi anh em mình cứ nghĩ á là để thùm lùm để nhiều nhánh như vậy thì nó sẽ nhanh lớn nó nhanh phát triển hơn thì cũng đúng đối với những cái trường hợp đó là nhiều khi anh em mình không có thời gian thì anh em mình cứ bỏ đại đó thì thấy nó cũng mau bự nhưng mà nếu mà anh em có thời gian chăm sóc nó thì nó sẽ nhanh bự hơn nữa những cái đeo nha những cái nhánh một là anh em mình cứ cắt bỏ những cái nhánh thứ như mình những cái nhánh này mình không xài phải không mà nó sẽ cản ánh nắng tại vì phía trong đây mình cần cho ánh nắng nó dội vô phía trong đây nè thì những cái phản này anh em mình cứ cắt và ở ngoài đây anh em mình chừa rồi trong cái trong cái khi mà mình chừa những cái nhánh như vậy đi thì anh em thấy không mình sẽ chọn mình sẽ lọc những cái nhánh đây ví dụ như nó chục nhánh thì mình sẽ lọc nó tầm khoảng 4 đến 5 nhánh mình cứ lọc những cái nhánh nào mà nằm trong à, nhánh anh nhánh, nhánh, cái nhánh này, anh em thấy không cái nhánh này cái gì nhánh, nhánh này nó thấy nó không sung không tốt nè thì anh em mình sẽ loại bỏ luôn anh em mình sẽ chừa lại những cái nhánh mà nó sung nó mập nó thoáng nè nó như cái nhánh này nó em sẽ cắt em chừa một hai ba bốn năm sáu nhánh đó em chỉ chừa sáu nhánh sáu nhánh non nhất ngon nhất trong đây thôi nè như cái như nguyên cái chót đọt này đi đó thì giờ nó để nó um âm tầm về những cái nhánh trong đây thì nó chỉ đeo nó hút nước thôi mình tưới nước nó lại thêm cực nữa và nó cũng che mất ánh nắng của cây của mình thì mình cứ gông bỏ nó đó. mình làm sao mà để cho nó ánh nắng của mình nó lọt vô à, thì nó sẽ nhanh mập cốt hơn chừa thì vẫn chừa nhánh thả nhưng mà mình chừa làm sao cho nó nghĩ sao cho nó hợp lý ha, mình gông cho nó cho nó có một cái độ vừa có cái độ thoáng của cái cây nữa để mình theo dõi nó chứ để mình để thùm lùm thùm lùm quá thì nó cũng không có tốt đâu ha nè như hai bốn đây bốn nhánh phải không em loại bỏ hai nhánh em chừa hai thằng mập này thôi hai thằng mập này nó là nó 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 hút nước nó phát triển dư sức này chứ còn nếu mà mình chừa nhiều nhánh quá thì tưới nước rất là cực nếu mà một số trường hợp anh em nuôi trên chậu giống như em thì anh em mình sẽ nuôi rất là cực cái khâu tưới nước nữa em không bỏ những cái phần không xài này em không bỏ bởi vì e công chuyện em lúc gài quá trời luôn em giờ phải tranh thủ cái bài này nè tại vì hồi lúc trước là mình mua một lượt mình làm một lượt cái số lượng cây nó với vòng vòng bên kia của với cả cái sân của mình nữa thì nó chạy ra cả ngàn cây mà bây giờ giờ tới tết nó còn có một tháng mấy nữa rồi. thì bắt buộc mình phải làm tập trung vô làm cái khúc này để còn ăn tết nữa chứ để qua tết là rất là nhiều cái công việc mà giờ mình không làm qua tết là nhập vô là làm là không có thời gian không có thời gian đi giao lưu không có thời gian đi quay thì bắt buộc trong thời gian này gần tết gần tết hầu như là năm nào em thấy cũng vậy hết đó. năm rồi cũng vậy năm rồi em cũng lên cái khúc này là lên clip rất là ít phải chờ làm cho nó xong công việc nhà để tới cái khúc mà gông lá mai lãi lá mai đó á cái khúc đó thì mới ở không đi quay cho anh em mình xem được Ha, nên thường thường em tập trung em làm vào cái khu cái khúc cuối năm này để làm đâu đó ngon lành gọn rẻ hết rồi bắt đầu ăn tết xong là qua tết công việc của mình nó rất là thẳng mình cứ từ từ mình làm ha, chứ giờ mà bỏ ùn 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 bỏ không làm là qua tết là làm chết luôn ừ. chứ giờ ví dụ như cái cốt này giờ mà em không làm đi qua tết là nó sẽ có một cái bự một cái nhỏ một cái bị quắt tùm lum hết nên bắt buộc giờ phải làm sớm nè thì uh, ginh nó vô cái là bắt đây em, em gông tỉa em gì chứ em xuyên cắt tỉa vệ sinh cây như vậy lắm nha tại vì khi mà mình cắt ra mình cắt tỉa xong thế dụ như cái phần trong đây đi đó, nguyên cái phần em mới vừa tuốt lá như này nè khi mà em tuốt lá ra như vậy thì tầm khoảng 20 cho so đến 30 ngày sau thì những cái nách những cái nách nhánh nhánh nách á ở trong cái đường thân em mới lại lái nè nó sẽ bung lên trong cái lúc mà nó bung lên bung tược lên là cái cốt ở trong đây của em nó mọc em để ý em thấy gồng chịu cực gồng lá như vậy gồng một cái nó xịt tược lên cái là cái cây nó mập rất là nhanh à nên ở đây em xuyên xiên làm cái khâu này lắm anh em hỏi nhiều khi sao thấy thấy xuống có một số anh em xuống đây có có lợi ghé sang em mà lúc cái bài này em về phôi á cái cũng có mua một hai cây lúc mà chậu đen thì em có chia có giao lưu còn giờ em ham thì em để là em nuôi gắn cố gắng nuôi cái bài này cho nó thành phẩm để nữa để sân chơi ha lúc đó anh em có mua một số cây trong cái bài này cũng y gan một lượt luôn về anh em nuôi theo cái kích thức của anh em xong rồi anh em trở lên anh em chơi thì anh em lại thấy nó ủi sao sao bên đây nó, nó nó bự nó nhanh hơn à, thì nhìn theo cái cách làm thì em làm như vậy thì một phần là thấy nó hiệu quả thì em mới chia sẻ cho anh em mình còn riêng nhiều khi anh em mình có những cách làm nào hay hơn thì anh em mình cứ việc là lên chia sẻ nha nó trong quá trình mình gông lá như vậy nè những cái nhánh mà cái vị trí mà cái xương cá của mình nó mọc á, đúng vị trí thì mình chừa lại luôn đó thì mình làm một công hai ba chuyện ở trong đây ha. cái nhánh nào nhánh gừng thì mình sẽ diệt nó luôn để cho nó đừng có phát triển nó nó, nó như, ví dụ như cái nhánh này đi cái nhánh thẳng này nè trong này nó hơi phức nha lúc gài bởi vì lúc làm tới cái giai đoạn nhiều cành này nè anh em kêu em quay nhưng mà quay nó thật sự nó rất là khó khăn ừ. như cái nhánh này giờ nó hơi bự rồi nè nhánh này giờ phải cặp hai ba cọng dây vô sửa cái nhánh này nè em thấy không nó trong quá trình mình làm anh em không biết coi gõ không đến đây ha nhánh này nè nó hơi bự nó khỏe vậy là chưa chắc là nó đẹp thì mình siêng làm mình siêng canh đó thì nó 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 sẽ hiệu quả hơn nha anh em cái nào cũng vậy cái nào có thời gian chăm sóc nó đeo nó là nó sẽ đẹp hơn cái đồ bỏ ha cái đồ mà anh em mình không có quan tâm đến thì nhiều khi nó sẽ bị phù nó bị uh, uh, nhỏ nhánh cái nhánh xài á thì nó lại là không to còn cái nhánh mà không xài nó lại to à, đó, em thì cứ xiên xiên em ginh vô em làm cái làm gạo qua hết cả vườn lâu lâu là như vậy hết tầm khoảng 2 cho đến 3 tháng là em sẽ làm lần 3 tháng bắt đầu làm từ cái cây đầu tiên tới cây cuối cùng thì quay trở lại làm cái cây đầu tiên nữa được rồi còn nhánh nữa đây, như mấy cái nhánh này giờ mình gông ra là mình vô dây luôn nè mới có 15 tháng thôi anh em từ lúc mà tán đầu đinh nuôi lên tới nay là 15 tháng cái bài này anh em mình có theo dõi kênh em sẽ biết cái bài này rồi ha đó. Đó. mình nuôi kỹ cái thời gian mình nuôi kỹ mình làm chăm sóc nó từng khâu từng khâu từng khâu thì anh em coi thấy không mới 15 tháng mà cái cây từ lúc đó là cắt ngang đây nè cái dấu cắt còn nè đây em bầu gần vô một cái cho anh em mình xem ha đây cái dấu cắt của mình còn đây nè lúc trước là tán đầu đinh là cắt ngang nè ha cái dấu còn nè cắt ngang xong nuôi hai cái nách này lên nè nó bự bên đây phải không cắt ngang đây cắt ngang đây nè đó bên đây bự lên phải không cắt ngang đây lấy cành ba xuống nè nuôi nối nhịp ngọn lên nè nói nhịp ngọn đây em cắt cây này cắt mấy lần cắt rồi đó 13 tháng 15 tháng nhưng mà cắt mấy lần rồi đó anh em ở đây là một lần cắt tán đầu đinh nè nuôi lên đây cắt lần đây nữa nè cắt ngang đây nè nó cái dấu cắt còn này, thấy không một lần hai lần lên tới đây cắt cái đó nè đây nè dấu cắt nè cắt ba lần nè bây giờ thì cái chỗ này chuẩn bị bự là em cắt lần thứ tư nè 15 tháng mà cắt gần 4 lần anh em thấy không? Đó, bởi vì mình chăm sóc như vậy nó mới chạy kịp thời gian nó mới hiệu quả được nè, anh em thấy rõ ràng ha. Tán đầu đinh một lần. Trên đây là hai lần. Đây là ba lần. Bây giờ chuẩn bị cắt ngang đây một cái nữa nè. Ừ. 15 tháng mà nuôi em thấy không? Nuôi cái cách của em hầu như là nó sẽ hiệu quả em thấy nó nhanh nha. Với cái hàng chiêu thủy khi mà đặc biệt anh em phải cái lúc ban đầu anh em phải ví dụ như cái mức khởi điểm của anh em phải làm cho nó ngon thì sau này nó sẽ thuận hơn thứ nhất về anh em mình cứ cắt bầu gọn anh em làm gì đó anh em làm mới mua cái cây mai chữ thủy phải không cắt gọn vô cho em cắt gọn cái lúc cắt như cái kiểu mà thành phẩm anh em vô chậu sao thì anh em sẽ canh cái cỡ chậu luôn bây giờ mới cái gốc cái gốc anh em mới mua về nhưng mà anh em phải tưởng tượng nó sau này cái cây này thành phẩm nó cỡ nào vô cái chậu nào là anh em sẽ cắt cái cỡ rễ ngay cái cỡ chậu đó luôn cho em cắt một lần đầu tiên thiệt là mạnh tay xong vô cái chậu tương đối so với cái cây chậu c7 c8 c9 c10 gì đó chậu không cần đẹp vô trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng là nó sẽ lên được hai cái tược đầu tiên chừng nào mà hai cái tược đó đó anh em nuôi cảm thấy nó tưới nước ví dụ như một anh em vô cái chậu c8 đi nó lên tược thầm lùm c8 sáng tưới nước chiều nó khô sáng tưới nước chiều nó khô hoặc là ngày tưới hai lần luôn là tầm khoảng 3 đến 4 tháng ha cỡ đó là 3 đến 4 tháng là nó sẽ khô nó lên thùm lùm là nó rất là nhanh khô rồi lúc đó cắt tỉa rửa rút cái chậu c 7 c 8 gì rút ra bỏ qua bên một cái chậu bự làm hai cái nhịp rễ thứ nhất cái rễ lúc mà mình đầu tiên mình về mình cắt á, là sau này ngay nó sẽ không còn rễ bự khi mà mình nuôi tới thành phẩm á, mình ép chậu á, là mình cắt nó đâu có sợ túng rễ bự nữa mà hồi đầu anh em anh em đã cắt rồi hồi đầu mình mới mua phôi về là mình đã canh mình cắt theo cái form cây thành phẩm rồi đúng không thì mình cắt cái lần đó là mình cắt rễ bự cái cây phôi của mình nó chưa có tược nhiều chưa có nhánh nhiều cho dù anh em cắt hết rễ đó nó vẫn sống được chứ còn mà không dám cắt anh em mình nuôi 5 năm 7 năm không dám cắt về để cộng rễ là cộng rễ nháy nó dày thòn vậy nè nuôi 5 năm sau lúc mở cây của mình thành phẩm thì phải có phải là nó ôm nhiều cành nhiều nhánh cái bộ rễ của nó hút nước á bộ rễ của nó hút nước nuôi cành nuôi nhánh nuôi lá đồ đủ thứ hết tần. mà bây giờ anh em ép chậu cái anh em cắt sâu vô có phải là cái cây của anh em cái tỷ lệ chết nó cao hơn không thay vì lần đầu tiên mới mua phôi về là em cắt gọn canh theo cái cỡ chậu đó rồi em cắt rồi em mồi qua một cái chậu nhỏ để cho ghế nó ăn ra nó bó trong đó cứng trong đó rồi cái ghế này là sau này là mình khi mà ép chậu là mình sẽ cắt theo cái viền bầu đó đúng không rồi nó bó bầu xong anh em thả qua chậu lớn giống như cái chậu lớn em đang vô này thì bây giờ cho ghế nó ăn tủa ra ngoài đi toàn là ghế lông không à thì sau này anh em ép chậu có phải là anh em mình cắt sát cho trong đây không cắt sát cho trong đây là cái cây của mình nó không có bị ảnh hưởng không có bị sợ gì chết được bởi vì cây của em nuôi lên em ép chậu rất là tự tin ha. ép chậu cắt sát lẻm luôn có không sao hết tại vì lúc đầu tiên mới mua phôi về là mình đã cắt mạnh tay nó rồi giờ nó chỉ toàn là gãy lông thôi không có ảnh hưởng đến cây ha. cái việc ép chậu thấy không? ép chậu là hầu như là tự tin rất là tự tin không có sợ nó bị chết đối với những cái cây mình nuôi ra mình biết ha. còn ví dụ như người ta nuôi công nghiệp về người ta sợ chết cái khâu đầu tiên người ta sợ chết ta nuôi số lượng nhiều ta sợ chết mới mua về cứ ở cái cây đó cắt sơ sơ thôi vô cái chậu bự chản luôn rồi nuôi tới thành phẩm đi người ta đâu có ép chậu đâu người ta để nguyên cái bầu này nè người ta bán cho anh em về anh em ép chậu chết tự chịu đúng không chứ không có ai mấy người đó ít ai ép chậu lắm à, những cái cây người ta nuôi số lượng nhiều thì bắt buộc người ta phải nuôi như vậy một là cho nó nhanh và hai nữa là người ta không cần ép chậu mà người ta bán vẫn được bán về để vậy để đại đi à, bán về ai ép chậu ép về dặn câu ép chậu anh cắt từ từ thôi nha anh cắt lần nữa bên hoặc lần bên gì đó rồi hai ba tháng sau cái này anh cắt bên kia cái nữa hả bỏ qua chậu rồi giao vậy cũng được mà, ví dụ như cây về hồi đó không ép chậu đi em sẽ cắt nửa bên đây rồi cắt xong cho đứt rễ bự hết rồi phải không em lắp phân lại thêm ba tháng sau ghế đây nó mọc ra rồi em mới cắt bên đây để thêm ba tháng rồi là hết nửa năm anh em thấy mất thời gian không nửa năm mới chơi mua cái cây về nửa năm sau mới vô chậu chơi được mất thời gian thay vì hồi đầu làm luôn rồi cây nuôi lên nó xóa xung mà cực kỳ nha cái hồi đầu á anh em cắt hơi mạnh tay cái ghế như vậy thay vì cái ghế này nó bò dài ra tới cái thành chậu này luôn đây cái ghế này nó bò dài ra tới thành chậu đúng không thì ở ngoài đây nè đây. để cái ghế dài tới thành chậu thì ở ngoài đây nè nó chỉ ra được có hai ba cọng ghế nhỏ nhỏ ngoài đây thôi còn khi mà anh em cắt sát vô trong đây, chỗ này nó sẽ ra ghế lông nó ăn nguyên một cái phạm vi phân chất trồng bên đây là cái cây của mình nó lại mạnh hơn. Hồi đầu tiên gần có thể là nó yếu hơn người ta nhưng mà sau này nó sẽ mạnh hơn người ta luôn. À, bởi vì nuôi rất là nhanh. Bài này hồi đó hồi lúc mà cắt về cắt phôi á, có quay cho anh em mình coi mà. À. Rồi xiên như vậy nè. Anh em mà khỏi sửa ví dụ như giờ anh em mình ở không phải không? anh em tỉa như vậy gọi anh em mình ginh ra ngay cái vị trí hồi nãy anh em mình để nuôi tiếp cũng được nữa nhưng về ví dụ như hồi sớm mình không gông đi mình nuôi 3 tháng cái cốt này nó mới cắt được nhưng mà lúc mà mình gông ra như vậy trong vòng khoảng tháng rưỡi là nó mập một tháng rưỡi tông cái phạm vi mà mình cắt xong phải không cái khúc này nè cái khúc này nè cái khúc ở trên đây nè mấy cái chỗ trống đóng này nè nó sẽ đi tượt ra nó sẽ mọc tượt um tùm tên đây luôn thì trong cái lúc mà nó mọc tượt thì cái nhánh này nó sẽ mập thêm trong vòng khoảng tháng rưỡi cho đến 2 tháng là anh em mình đã cắt được rồi chứ không cần tới 3 tháng nếu mà mình không gông mình bỏ thùm lùm thì có thể là 3 tháng mình mới cắt rút nhịp được nhưng mà khi mà mình gông ra như vậy vệ sinh ra đâu đó ngon lành trong vòng khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng là nó bự như cái ý của anh em mong muốn luôn nha em thấy đa số là em thấy như vậy tại vì những cái cây của em đem luôn để ý rất là nhiều những cái cây nào mà em xiên tỉa những cái cây nào mà hàng ngon em thấy nó đẹp đẹp nó có nét rồi đó. em cưng đó, cái dạng cây cưng á em gam tỉa hoài thì nó nhanh hơn nó đi vượt mặt mấy người kia à còn ví dụ tại vì ở đây em cũng nuôi nhiều cũng nuôi nhiều khi có một số không ở không tỉa cứ lấy mấy cái cây mà cưng vô tỉa thì những cái cây cưng đó hầu như là nó bự hơn hết à, nên em muốn chia sẻ cho anh em mình ở thời gian ở không á thì mình cứ Sách vô tỉa rồi coi những cái nhánh này ví dụ như đây một cái xương cá muốn xả nhánh này phải không gông như vậy xong rồi sẵn lấy cọng dây kẹo ở đây luôn Hả? thì lúc mà mình đam vô mình gút cốt á tháo dây này ra luôn cái nhánh này đã theo dây luôn nó nhanh hơn người ta được một bậc nữa hai diện giờ không gông bỏ thùm lùm rồi tới đó đam vô cắt cốt xong rồi mấy bệnh cũng dây này đúng không có phải là anh em lỗ mất thời gian không giờ chơi cây nói chung là kinh tế thì bắt buộc cũng phải nuôi nhanh nhưng mà phân thuốc á nhớ nhanh hay không cũng yêu cầu phải có phân thuốc điều nước nhưng mà mai chứ thủy thì nói chung là không có cần phân nhiều chủ yếu là canh nước tưới à, nhiều khi em lên em chia sẻ nó anh em mình tưới tưới phân tưới thuốc á thì chủ yếu là nó nó chỉ mạnh nó xanh khỏe cây thôi còn quan trọng nhất là mình phải cách chăm sóc và cái cách tưới nước của mình nó quan trọng dữ lắm anh em chứ anh em vô nước của mình cái cây của mình là cái cây đang bơm đang bơm cho cốt mập thì cái cây của mình cố gắng giữ đừng cho bị khô anh em tưới nước một tháng trời anh em mình cưng cỡ nào tưới hai ba một tháng đi một tháng anh em tưới ba lần phân 10 ngày tưới 1 lần một tháng đó anh em tưới phân đều hết vâng không nhưng mà ngược lại một tháng đó anh em bỏ khô một lần thôi hầu như em thấy ba lần tưới phân của anh em mất tác dụng tại vì cái cây của anh em đang non nhuốc như vậy nè cành nhánh bóng lợi bóng dợn luôn phải không cành nhánh nó mập nó nước nó no nước á lá lú đồ nó nó, nó bóng dợn luôn anh em bỏ khô có một ngày thôi cái cây của anh em nó bị dợp dợp thân cây lá bị rụng lá bị vàng dợp ghế luôn là cái cây của anh em nó suy si, nó mất sức dữ lắm á bây giờ anh em dưỡng lại một tháng trời nó chưa tỉnh rồi nữa đặc biệt anh em phải chú ý tới cái lượng nước của cái cây của mình dữ lắm à, không không nên dư 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 nước lâu ngày dài tháng á, thì cái cây của mình sẽ bị thúi rễ còn khô một lần hai lần là cái cây của anh em nó giống như nó bị sượng cây vậy đó giống như sầu riêng chín sượng vậy đó à, thì cái cây của mình gan vậy luôn cây của mình đang non nhuốt đang tốt mịt luôn bỏ khô một lần là anh em dưỡng lại cực lắm dưỡng lại cả tháng trời nó mới tỉnh cái cây của mình lại nên cố gắng đừng có bỏ khô hầu như là mai vàng cũng vậy mai vàng lúc gài anh em mình bỏ khô một ngày là hỏng một năm. Còn cây kiển của mình, bỏ cây kiển xanh chiếu hỷ của mình á bỏ khô uh, tối tháng trời, cưng tháng trời, bỏ khô một ngày phải dưỡng lại một tháng. Còn riêng cây mai vàng chăm sóc từ đầu năm tới nay mà cái lúc gài mà bỏ khô một ngày là hỏng một năm chăm sóc. Tại vì bây giờ cây mai vàng của mình nó đã ôm nụ hết rồi. À, nụ nó đã chuẩn bị nở hết rồi lá cây của mình nó cũng đã già tại mình tưới phân kali vô rồi mà bây giờ mình bỏ khô cây mai mình nó sụp xuống nó gớt lá thì có phải là nở hư cả năm không cả năm tông mông vô có một cây mai chơi mà giờ khô cái dục cả năm tổng bể tiếc lắm cây mai của mình cũng vậy cây chiếu thị của mình cũng vậy à. rồi coi cái nào cái cốt nào nó cân thì mình dứt còn không cân thì nuôi tiếp ừ. cái này hồi em bệnh cũng dê vô đó nhớ mày chứ thủy anh em mình cứ mát xa nó gì nè cái nhánh này nó bự quá phải không mình cứ mát xa lắc nó đi nó vô không sao không có bị gì hết khỏi lo cái bài này nuôi bởi vì em mê nuôi cái bài này em bán là mấy cái cái hàng phôi mơ mơ lại bán tập trung vô em nuôi cái bài này nuôi cho không phải nuôi hoài được cái bài này hoài đâu anh em nuôi rồi một lần nó ngán dữ lắm anh em ơi giờ mà tự nhiên em chạy đi mua phôi lại làm nuôi cực kỳ ngán luôn tại lúc trước mình sung mình đang hứng cái bài này cố gắng nuôi cho cái bài này nó, nó nó, thành phẩm luôn chứ còn mà giờ tự nhiên đi mua lại một bài phôi mới nuôi lên nó ngán dữ lắm ngán giống như cái Facebook vậy ví dụ như một cái Facebook đi anh em chơi 5 năm cái Facebook anh em đã giao lưu anh em tên đó 5 năm rồi đột nhiên cái Facebook của anh em bị mất vậy đó rồi anh em tạo lại một cái Facebook mới anh em kết bạn từ người từ người đăng từ bài để lấy tương tác nó chán dữ lắm chán anh em y gan như mình nuôi kiểu nha chẳng thò à, nuôi một lượt như vậy rồi thành phẩm hai ba năm sau đó ba bốn năm sau hai ba năm sau đó lúc đó mà nó thẳng thẳng rồi đó lúc đó nó quên quên rồi đó thì có thể là chạy đi mua một bài khác về làm chứ còn mà đang làm vậy kêu em đi mua một bài phôi về em làm cái nữa là em ngán dữ dằn ngán cái bài này. Nha bài này thì nói chung là có hơn hai năm nữa là có thành phẩm hết rồi này, như ở đây giờ ví dụ như những cái trường hợp mình gông hay gì như thấy mình ở đây mình cần một cái cành này không đây là mình lấy cành tư nè ngay chỗ cái mỏ sứa của em nè lấy cành tư nó chưa ra phải không thì mình gông lá vậy góc đầu mình giật sứa đó đó cắt như vậy một cái gông lá cộng với kết hợp với gông lá tỉa cành ánh nắng nó dội vô thì cái mầm chỗ này nó sẽ múp búp anh em để ý cái cây này ha cái cây này thì đợt sau em sẽ lấy vô em làm clip tiếp cho anh em mình à anh em để ngay chỗ này ha mình sứa ra như vậy thì cái khả năng búp một chỗ này rất là cao cây cây này thì em sẽ ăn gian đây lấy lên đây một mục trước đi lấy một mục thứ tư rồi phía trong đây em cũng sứa một cái nếu mà nó không lên thì em sẽ nói đoạn em có thể làm áp cành hoặc là em lấy cao lên trên đây cũng được cái bài này em chơi cũng lặng lặng thiên nhiên mất chứ cây này em rút nhiều lần lắm em rút lần này thấy không từ đây đây uh, chút xíu đây cắt đây, cắt từ đây cắt xong rồi đây cắt có một chút xíu nè cắt con phân gửi gì từ cái chỗ mà cắt cũ nè lên đây con phân gửi nè rồi cắt đây xong từ đây lên đây có phân từ đây lên đây nó lùng hơn phân nè em chuyển nhịp rất là nhiều lần luôn rồi hiện giờ em cũng tranh thủ em làm tại hôm nay do dính cái khúc tiệc này quá trời luôn anh em mới à, hôm phụ anh em à, ra mắt câu lạc bộ xong rồi à, qua bữa sau cái chuẩn bị chơi Noel rồi đi quay cái hổng ngày về nhập với cái bài này giờ làm viết cho xong để đi uh, ăn thịt tây sa đét tới nữa rồi anh em Đó, lúc gà thì nó quá nhiều công chuyện em cũng tranh thủ em làm sớm giờ làm hai ngày nay ừ. rồi thì chủ yếu chia sẻ cho anh em mình nhắc cho anh em mình ở không thì cứ sách cây của mình vô mình chỉnh sửa đây ha những cái cốt như vậy mình muốn nuôi nuôi cũng muốn rút thì mình rút giờ mình rút đây cái cốt này như 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 cái này là cái xương cá nè mình rút em như nhánh này của em làm em rút nhánh này được luôn rồi nè rút cho nó tủa ra cái nữa là được rồi cái này nó cũng muốn khoảng 50 phần trăm đoạn đường của mình làm rồi giờ mình chỉ làm cần làm chi tiết thôi rồi chia sẻ cho anh em mình khúc vậy thôi ha chủ yếu là anh em mình nhớ là rảnh thời gian thì mình phải đưa cái công của mình chăm sóc vô cái cây của mình thì nó mới phát triển như cái ý của mình mong muốn được nha anh em chứ còn mà trồng thiếu chữ chăm sóc không có chỉnh sửa cắt tỉa cứ bỏ thùm lùm thùm lùm thì nó sẽ chậm hơn rồi cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua thêm luôn một lần nữa rất là nhiều nha